棒。贝贝丁。Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao. Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cư khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim công, chu chu ru chu ru. Là chim công, chu chu ru chu ru. Là chim công, chu chu ru chu ru. Chim công nè. Wow, trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy, thật đẹp. Là bao đom, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Chim công nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.